Mà khi tôi tốt nghiệp thì tôi đã làm việc trong công ty Microsoft được 11 năm. 然后接着神就让我外派到了韩国，让我认识主。 Và tiếp theo đó Chúa đã sai phái tôi đến Hàn Quốc để tôi có thể biết được Chúa. 所以当时韩国的牧师说, Julia, 你必须要差派再回到台湾继续做福音的工作。 Và lúc đó mục sư tại Hàn Quốc bà nói với tôi rằng là Julia, cô đã được sai phái quay về Đài Loan tiếp tục công việc của Chúa. 所以我就回台湾自己创立了一家公司。 Và khi tôi về Việt Nam, Đài Loan, tôi đã tự thành lập cho mình một công ty. 这个公司就是做很多这个半导体, 台湾当时半导体 的学院，好，这个当时接政府的案子，所以我就做了这个工作。 Tại Đài Loan tôi đã làm cái công việc này là nhận rất là nhiều dự án từ bên chính phủ về những cái phần mềm này nọ để làm những công việc đó. 当时神就，我第一次去了以色列。 Và đó thì Chúa đã cho tôi lần đầu tiên đến được Israel. 我在这里真的很想鼓励哈，我们当中如果你有机会的话，一定要去以色列。 Tại nơi đây, thật sự ở đây tôi đang cổ vũ khích lệ tất cả ông bà chị em ở đây trong cuộc đời của chúng ta một lần nếu đi Israel một lần. Vì tôi đã đến Israel, 神就在以色列清楚地告诉我，我要用你，你要做职场宣教。 Và tại Israel, Chúa đã rõ ràng cho tôi biết được rằng, Chúa đã nói với tôi rằng là ta sẽ dùng con và con sẽ phải làm những cái mục vụ ở trong cái việc mà công chức nhà, công chức. 说实在，我根本不知道怎么做。 Và thật sự rằng là lúc đó tôi không biết là phải làm như thế nào. 因为我认为你应该要呼召牧师啊。 Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là chắc mình là mình phải nhờ mục sư. 我不是牧师。 Nhưng tôi lại không phải là mục sư. 我是在工作上工作的人。 Tôi chỉ là những cái người mà làm công việc ở tại xã hội. 所以这就是为什么我在台湾成立了一个职场的一个团体。 Cho nên á, tại sao á, là lúc đó tôi tại Đài Loan tôi lại thành lập ra một cái nhóm chuyên dành cho các doanh nhân. 然后接着呢, 神就带领我进入到了金融业。 Và lúc đó Chúa lại dẫn dắt tôi đi vào cái ngành của tài chính. 到金融业呢, 我做了, 从来没有一个人没有做过金融业哈, 做到金融业的 CSO 就是我。 Thật sự tôi chưa bao giờ biết rằng một cái con người chưa biết gì về ngành tài chính, chưa từng làm tài chính mà tôi ở trong cái ngành này tôi đã lên được cái vị trí CSO. 我在金融业这个台湾很大的公司做了八年。 Và tôi cũng làm cái chức vụ này ở tại một cái công ty tài chính Đài Loan rất lớn được 8 năm. 有一天当公司要开始做海外投资的时候，我跟神祷告说，我到底要去哪里投资呢？ Và cái lúc đó công ty tôi á là rất là lớn rồi, muốn khuếch trương cái việc kinh doanh đến hải ngoại, thì lúc đó tôi đã cầu nguyện với Chúa rằng là Chúa ơi, con phải đi đến quốc gia nào, hải ngoại là quốc gia nào. 神就告诉我去，go去哪？ Chúa đã nói với tôi rằng là phải đến Việt Nam. 我唯一做的最对的一件事情就是我完全顺服。 Và cái việc làm đúng nhất của tôi á là tôi hoàn toàn vâng phục lời Chúa. 我到了韩国第一件事情，我那时候住在 Lotte Center 55楼。 Và lúc đó tôi đến Việt Nam thì đầu tiên tôi ở cái ngôi nhà Lotte Center lầu 55. 面对西湖。 Đối mặt trước mặt thì là Tây Hồ. 我每天祷告, và tôi mỗi ngày mỗi cầu nguyện. 有一天我祷告，我问神, có một ngày tôi cầu nguyện tôi hỏi với Chúa rằng, 主，我到底要怎么做，我才能够改变越南？ Chúa ơi, con phải làm thế nào đó để thay đổi Việt Nam? 都没有回应, nhưng không có hồi âm gì cả. 经过了一个月, sau một tháng, 圣灵告诉我, thánh linh nói với tôi rằng, education, education là giáo dục. 神啊, 我不是老师。 Chúa ơi, con không phải là thầy cô giáo. 我也没有做学校。 Tôi cũng chưa từng làm các cái ngôi trường. 你怎么跟我讲 education 啊? 我这个找错了。 Tại sao Chúa lại cho con là giáo dục? Chắc có khi nào Chúa tìm sai người không ạ? 于是呢, 我在越南就开始从我家祷告开始, 然后邀请人来我家。 Và lúc đó tôi bắt đầu cầu nguyện ngay tại ngôi nhà của mình và lúc đó mời người khác tới cầu nguyện trong nhà tôi. 来的人越来越多越来越多, 然后最后受洗呢, 就在我们家的浴室。 Và cuối cùng mời người tới ngày càng nhiều hơn, cuối cùng làm báp têm cho những người đó tại ngay cái phòng tắm nhà tôi. 因为当时没有华人教会。 Tại vì lúc đó miền Bắc là không có hội thánh người Hoa. 哪来的华人牧师啊? Đâu có mục sư của người Hoa. 所以呢我就身兼 tôi kiếm luôn cái chức vụ mục sư. 8 năm trước, tôi đã học được những điều mà tôi đã học được.
và tôi chỉ chia sẻ lại cho họ những gì mà tôi đã được học tại hội thánh bên Đài Loan, những cái chân lý, những cái lẽ thật đó tôi chia sẻ lại cho họ và giúp họ bắt tên. 于是人越来越多，于是我们就开始到 Hanoi Club Hotel 聚会. Và lúc đó ngày người ngày càng đông hơn, cho nên chúng tôi đã dời bước tới Hanoi Club Hotel để mà nhóm lại tại đó. 神就做了很奇妙的一个工作，后来我们为了要安顿，所以我们就感谢主，我们就 join 在 HIF 底下，我们叫做 Chinese Fellowship. 那 bị an toàn hơn ngày, tại vì ngày nay người càng đông quá rồi bị an toàn hơn, thì chúng tôi bây giờ lại under dưới một cái hội thánh mà gọi là Chinese Fellowship. 我们今天有两位哈，也是我们 Chinese Fellowship 我们的 leader 哈，就是小白跟 Sunny 来站起来一下。 Và hôm nay cũng có hai người lãnh đạo, và hai người này rất là ưu tú. Và hai vị này họ rất là ưu tú. 他们两位比我还优秀. Hai vị này còn ưu tú hơn tôi rất nhiều. 从他们两个人身上，我看见神对华人的心意. Và từ trên con người, hai con người này, tôi nhìn thấy những cái tâm ý mà Chúa đặt để cho người Hoa. 他们两个都有公司在越南. Họ cũng có công ty tại Việt Nam. 请坐. 所以那个时候我就明白，神要用职场里面的人。Cho nên từ lúc đó tôi hiểu được rằng Chúa sẽ dùng những doanh nhân. 到了越南，我就发现神在越南开了一个非常重要的门。 Và khi tôi đặt chân đến Việt Nam, tôi đã phát hiện Chúa mở một cánh cổng cực kỳ quan trọng cho Việt Nam. 你看，越南像不像明日之星？ Và quý vị hãy xem. À, cái lá cờ của Việt Nam á là giống như là ngôi sao của ngày mai, đúng không ạ? 它跟全世界都可以做生意，而且全部都是免关税. Và Việt Nam có thể qua lại việc kinh doanh với tất cả mọi nơi trên toàn cầu mà lại có nhiều ưu đãi miễn thuế, miễn giảm thuế. 最特别的一件事情是在去年. Và đặc biệt nhất là cái việc hồi năm ngoái. 这个是越南的政府官员在耶路撒冷. 好，跟这个纳坦雅胡在那里签订了自由贸易协定。 Và đây là những cái vị chức trách đó của những cái vị lãnh tụ cao cấp của Việt Nam, nhưng họ lại ký hiệp ước với lại Việt Nam ở tại Israel vào hồi năm ngoái. 很特别的一件事情是, rất là đặc biệt một cái việc như thế này. 越南是属于东协国之一。 Và Việt Nam á, lại là một trong những quốc gia trong khối 12 quốc gia liên minh ASEAN. 但是它是在东协国第一个跟以色列签自由贸易的国家. Mà trong cái khối ASEAN đó, Việt Nam lại là một cái quốc gia đầu tiên ký hiệp ước với lại Israel. 所以我那时候就相信越南有一个命定. Và lúc đó tôi đã tin chắc rằng Việt Nam sẽ có một sứ mệnh. 要为末后末世来做预备. Và sẽ làm những công việc chuẩn bị cho thời kỳ cuối cùng của tận thế. 因为很简单，做这个 FTA 自由贸易就是要往来业务、往来贸易、往来人才。 Và cái sự ký ước hiệp định này á, là mậu dịch mà, thì chỉ là gì ạ? Là chỉ là cái việc qua lại thương mại với nhau. 所以表示很多的门，因着这个商业的 FTA 门，神就要为越南开门。 Và thông qua cái việc kinh doanh này, FTA này, thì VIFTA này, Việt Nam sẽ mở cửa, sẽ mở nhiều cánh cửa hơn, dễ dàng hơn cho tất cả các quốc gia khác họ đi vào Việt Nam. Ở 在今年的这个因为这个以阿战争, và năm nay á thì cũng có cái Israel跟巴勒斯坦的战争, Israel với lại Pakistan, sự chiến tranh của hai quốc gia đó. 所以很多的国家不敢把东西运到以色列. Và cũng có nhiều quốc gia họ không dám, không còn tiếp tục vận chuyển hàng hóa thương mại giao thương với lại Israel nữa. 但是神却做奇妙的预备，因着去年签了这个自由贸易协定，所以很多的商业甚至人才。 好，许许多多的就进入到了以色列。 Và thật sự Chúa đã làm một cái việc rất tuyệt vời vào năm trước, trước khi chiến tranh xảy ra, thì cho nên có rất là nhiều những cái việc kinh doanh cũng đã thông qua Việt Nam được đưa đến Israel. 如果在越南的年轻人是基督徒，他到了以色列，他可不可以传福音给犹太人呢？ Các vị thử nghĩ đi ạ, nếu như là những bạn trẻ tại Việt Nam mà họ có cơ hội đi đến Israel, thì họ có truyền giảng tin lành cho những người Hồi giáo tại đó không ạ? Hôm nay Dr. Rera 在早上有做了一个祷告，他说
越南将会做国际的连结和事工。và Dr. Vera cũng đã cô cũng đã cầu nguyện vào lúc sáng nay cũng đã nhìn thấy và cảm nhận được rằng Việt Nam sẽ là một cái cầu nối, sẽ làm những cái công việc liên kết đến những việc quốc tế. Đây là rất là nhiều quốc gia. 除了以色列之外，也跟了阿拉伯联合大公国 UAE 去年也签了自由贸易协定。và Israel vào năm ngoái cùng với lại UAE 阿拉伯联合大公国 đó cũng đã ký được một cái hiệp định với lại một cái quốc gia gì á, và chúng ta hãy cùng nhau xem là Đức Chúa Trời đã mở cho Việt Nam một cái cánh cổng nào. Và ở đây có rất là nhiều mô hình kinh doanh, thậm chí liên quan tới các cái việc mậu dịch kinh tế, đầu tư, nông nghiệp hoặc là những công nghệ cao. Và cũng có sự trao đổi của các nhân tài đôi bên và du lịch. Và cái cửa này, tôi tin chắc là Chúa sẽ sai phái những truyền giáo sĩ là doanh nhân thông qua cái việc kinh doanh của họ đi đến mọi nơi. Và chúng ta hãy cùng nhau xem là cái tư duy mà thu hoạch của chúng ta là như thế nào. Phú Yên 传到各个地方，甚至传到了其他的国家。Và chúng ta hãy nghĩ rằng bắt đầu từ hôm nay chúng ta muốn truyền giảng tin lành bắt đầu từ Hà Nội đi đến khắp mọi nơi trên toàn quốc, thậm chí đi đến các quốc gia khác. 你会选择用钓鱼的方式呢？Vậy chúng ta sẽ chọn cái cách là câu cá. 钓到了。Câu được một con cá. 还是你会选择更好的方式用捕鱼？Hay là chúng ta sẽ chọn một cái cách tốt nhất là chúng ta thả lưới để lưới cá. Bạn sẽ dùng cách nào? Vậy thì mình sẽ dùng cách nào? Hay là dùng cái gọi là dùng cái lưới cá lớn để 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 lưới cá hoặc là rải một cái lưới thật lớn để bắt cá. Tôi tin rằng Chúa sử dụng chức năng trên người, tuyệt đối như tôi vừa nói, vì họ có thể đến các địa phương để làm việc, họ có thể gặp được tất cả mọi người để làm việc phục vụ Chúa. Và tôi tin chắc rằng Chúa dùng những cái con người trên thương trường là đều có lý do cả, và Chúa sẽ dùng họ để họ có thể thông qua việc kinh doanh của họ đi đến khắp mọi nơi trên toàn thế giới. 我过去呢常常要去中国出差，去北京。Trước đó, công việc trước đây của tôi là tôi thường xuyên phải đi công tác vào Trung Quốc, Bắc Kinh. 我到了这个饭店以后，找他们全部一起来吃饭。Và khi tôi tới khách sạn thì tôi sẽ mời tất cả mọi người đến ăn cơm. 然后接着呢，吃完饭就问他们遇到什么样的问题。Và tôi ăn cơm xong thì tranh thủ là hỏi thăm họ là trong khoảng thời gian này gặp những sự cố gì. 我就问他。这个问题我没办法帮你哦，但是我可以为你祷告。如果你相信有一位真神，你愿意依靠他的话，我帮你祷告，你愿意吗？ Và tôi hỏi họ một câu rằng là thật sự cái việc này tôi không thể giúp được cho bạn đâu, nhưng tôi có thể giúp bạn cầu nguyện nếu như bạn tin rằng có một vị Đức Chúa Trời toàn năng thì bạn có đồng ý cho tôi cầu nguyện cho bạn không? Bạn Đức Chúa Trời làm được mọi việc. Thăm cho số duyên y à? Thì họ đều nói là tôi đồng ý. Ông mỗi lần đi Bắc Kinh du lịch, tôi đều làm cùng một việc, ăn cơm. Mỗi một lần tôi đi công tác, tôi đều làm có một việc rằng là ăn cơm, rồi nói chuyện, xong rồi cầu nguyện. Đại khái tôi đi 4-5 lần du lịch. Mỗi một lần mà tôi đi 1-4 lần như vậy. Tôi sẽ hỏi họ, bạn muốn ăn xá không? Và lúc đó tôi sẽ hỏi họ rằng là bạn có đồng ý làm bắt đen chưa? Họ nói, "好啊，终于来了，我终于要受洗了。họ họ đã cảm thấy rằng là đúng đến lúc là họ phải bắt tên rồi. 然后呢，我就把他们带到北京的教会。và tôi dắt họ đến những cái hội thánh tại Bắc Kinh. 弟兄姐妹，你工作出差就是远洋捕鱼。và tất cả ông bạn chị em ơi, chúng ta đi làm việc, chúng ta đi kinh doanh, chúng ta đi công tác
là cái mục đích chúng ta phải đi tiếp si là coi như chúng ta phải câu cá thiệt là sâu và rộng lớn. 如果我们收割的方式，你是用镰刀机器还是用这个收割机呢？ Nếu như chúng ta đến lúc phải thu hoạch rồi thì tôi xin hỏi rằng quý ông bạn chị em dùng lưỡi liềm để gặt hay là dùng máy hoặc là dùng một cái xe mà hốt như thế này nè. 我们看见那个葛培里牧师的布道会，那个就是哇，那真的是收割机，对不对？一次几千个人信主。 Chúng ta nhìn thấy các cái buổi truyền giảng giống như của ông Billy Graham á, thì chúng ta nhìn thấy mấy ngàn người, một hai ngàn người, nhưng đó là ông đang dùng cái máy này để. 我相信神会用更多职场上的人来做这个收割机，还有远洋的工作。Và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ dùng rất là nhiều doanh nhân để mà tiếp tục cái công việc dùng lưới cá bắt cá thật lớn và sâu và dùng cái máy cày, cái máy thu hoạch đó để hốt. Và từ năm ngoái tôi có một cái sự cầu nguyện như thế này. 我说主啊, 如果可以的话, 可不可以让我们训练100万个越南的年轻人? Chúa ơi, có thể cho con có thể đào tạo cho một với bài quan nào? 1 triệu người thanh niên để đi làm những công việc này không? 大家会不会觉得很难? Quý vị có cảm thấy là khó khăn lắm không? Có khó không hả? 1 triệu người thanh niên nha. Cái vấn đề ở đây không phải là khó hay dễ mà là làm thế nào để cho cái 1 triệu người thanh niên này họ tiếp nhận Chúa, đúng không ạ? 所以我就想到呢，主耶稣基督，对不对？ 好，跟那个彼得说呢，你把水划到水深之处。 Và nói với lại, 你把船划到水深之处。 Nói với lại Philip rằng là hãy cho tàu của mình đi ra đến nơi vùng sâu. 我说神啊，我不要那个小船。 Chúa ơi, con tôi nói Chúa rằng Chúa ơi, con không muốn những cái con thuyền nhỏ. 我不要做这个独木舟. Và tôi, con cũng không có muốn những cái mà đấy, những cái mà những cái bè, những cái con bè, những cái bè. 我说主，你可不可以给我们航空母舰？ Chúa ơi, Chúa hãy cho con á hả là nguyên một cái hạm đội, nguyên một cái chiếc hạm đội. 所以我们让所有的年轻人，我们要来训练他们。 Cho nên tất cả những người thanh niên chúng ta đều phải đào tạo họ. 好像在航空母舰上面是要补给，有没有？要给他东西，然后他就赶快飞出去了。Giống như là nếu mà ở trên những cái chiến hạm á, thì những cái chiến hạm đó, thì trong khi đó chúng ta có cho họ những cái vũ khí hay là những kiến thức, thì họ sẽ biết cách. Khi có sự việc họ sẽ nhảy ra họ xử lý luôn. 所以这个航空母舰的概念就是说， OK， 我们要 disciple 去训练门徒， 不仅是福音要训练他， 在职场上面的技能也要训练他。 Có nghĩa ở đây cái chiến hạm này á, tôi đang nói rằng có nghĩa rằng là chúng ta không chỉ là cho họ biết về tin lành, không chỉ đào tạo họ trở thành những cái vị lãnh đạo ở trong nhà Chúa không, mà chúng ta còn phải trang bị